Vui không? Vui không? Vui không? Lên giữa đã, nếu không nào là gì được không? Rồi bọn này cứ lựa lượng ngoài này là gì vậy? Vô đây. Game này đây đây là giống như kiểu là biến thể mình mod và tức là thêm nhiều nhân vật và mình chơi phá phách chứ không phải là làm nhiệm vụ. Game này làm nhiệm vụ hay vô đây vô bộ 40 chỗ hộ 40 cái đấy đen như tham. Ừ đây là mình chơi bản mod không, đây là game máy tính nha bạn. Tôi biết rồi. Cảnh sát biển sợ quá cơ. Game này là GTA 5 nha bạn. Tôi bơi ra kia rồi chơi đây. Xuống biển lại đây. Xuống. Bản này tôi tải 59GB chưa kể mod. Nếu như mà mod lên thì mod thì nó phải copy file rất là nhiều. Copy file để nó sửa ra nhớ. Nói chung mod thì để lên tầm phải được gấp đôi đấy. Đâu? Đâu? Vào đây hộ cái. Ủa sao nó không chìm đi? Hộ nào bắn chính thức chết rồi. Chạy đi đâu? Sniper, ok, sniper. Ok. What mày nhanh đi. Vết luôn. Rụng như súng. Nít kìa. Ơ, tưởng súng này khóa nòng là phải trúng 100% chứ. Khóa. Đó. Sao bên kia vui hơn đi. Dưới biển này, đẹp đây. Lên nha, lên nó cũng chết ngạt đi. Ôi dưới biển có hoa kìa. Đi lên nha, lên đi, lên người ta xử bọn chúng sau. Mít kìa. Cái gì ấy? Nó hết ầm rồi. Rụng. Rụng không? Ủa không rụng hả? Phải bắn hết cả băng đạn cho tụi. Cái gì đấy? Lên ở đây rồi. Tôi thử góc nhìn này xem. Đâu rồi?
chết cha rồi. Và anh nhảy dù cũng đây rồi. Đây xàm quá. Xàm quá đi. Ôi. Đổi súng không kịp luôn. Cái gì vậy? Bắn nó nằm nó xuống xong nó lại đứng lên nó bắn kiếm. Con kia rơi xuống biển đâu kìa. Nó tay kia đâu rồi? Rơi xuống biển. Cỡ đó. Nãy anh đâu lôi đâu. Con này là cảnh sát biển. Nghĩ sao vậy đây? Ông kia ông bị rơi xuống biển xong rồi ông bơi ông lên đấy ông bắn cái đầu xanh ông. Ông thua. Ông chạy cái đảo này ông đéo bơi vào đây ông đứng đấy ông bắn. Thua. Thua. Mà bắn từ sáng đến tối. Vì cái xác máy bay nó rơi vào đầu mình. Đấy không? Thì bắn tôi là tối nó thì sẽ đi đua xe. Rồi chúng mày nó bắn pháo hoa rồi. Rồi pháo hoa nó bắn chúng mày đây rồi. Ở đâu ấy? Chẳng lẽ lại giết này tao phải dùng súng này hả? Đúng hết rồi. Đây, pháo hoa của ta đây. Bắt đầu rồi. Đó, đó, đó. Ủa, cái súng này cũng cháy mà, bắn trúng mà không cháy nữa. Pháo hoa này cũng cháy chứ bộ. Cháy rồi. Tưởng pháo hoa mà sợ à? Tưởng pháo hoa mà không sợ à? Nhầm. À, rụng rụng rụng. Kéo tin này. Kéo tin này. Kéo tin nữa. Kéo cháy à? Chơi thật này. Cái này thì one hit thôi. One hit là chết. One hit là chết. Hết rồi. Xuống bơi đi hả? Xuống bơi có ông nào muốn khám phá biển không? Thì tôi xuống tôi bơi thử nhưng mà biển thì do nó trời nó sáng từ đôi xuống thì mới có thấy được san hô. San hô dưới này đẹp lắm. Xuống các bạn. Ít đậu san luôn, đúng vậy. Ồ, hiện nay này đẹp vãi xỉu luôn.
Bơ đứng đây còn bắn đâu vậy? Chuyện này nó làm đẹp thật. Ui kiểu kiểu. Chuyện này là GTA 5 nha bạn. Cá này. Không đùa thôi. Ở dưới biển thì chỉ được cầm dao thôi. Không được cầm gì khác luôn. Dưới biển thì được cầm dao thôi.